Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở trong kho xe chỗ cửa hàng mình làm thuê. Và để tiếp tục series báo giá cho các bạn những dòng xe Honda phổ thông trong thời gian tháng 8 năm 2024 dương lịch, tức là tháng âm thì là tháng 7, gọi là tháng cô hồn đấy. Thì trong video ngày hôm nay thì mình xin báo giá cho các bạn dòng xe RX nhé. Các bạn có thể hiểu đơn giản nó là dòng xe số giá rẻ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Ở trong video ngày hôm nay thì chủ yếu mình tập trung báo giá luôn cho các bạn thôi, chứ mình không có review hay là so sánh các cái phiên bản hay là chia sẻ những cái thông số kỹ thuật. Ok, bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên hãy nói về phiên bản giá thành thấp nhất đi, gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Các bạn hiểu đơn giản như thế này nhé. Phiên bản có giá thành thấp nhất là phiên bản chỉ được trang bị vành lan hoa, phanh cơ, tức là phanh tăng trống đấy. Còn so lên những cái phiên bản khác thì nó gọi là vành đúc, phanh đĩa đấy. Nói chung là nó chỉ khác nhau ở cái vành và cái phanh thôi, chứ cứ gọi là phiên bản cao cấp đặc biệt nghe nó sang mồm thôi mà các bạn. Ở cái phiên bản tiêu chuẩn này gọi là phiên bản có giá thành thấp nhất ấy, thì nó có giá khoảng độ 22 triệu đồng, tất nhiên là chưa bao gồm tiền đăng ký rồi. Và ở thời điểm sau này các bạn xem video thì nó có thể lên xuống ít nhiều. Ở đây thì mình có mỗi màu đỏ thôi, không gian nó khá là chật cho nên là mình không lôi xe ra được. Các bạn không thích màu đỏ thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm màu đen nhé. Và như mình chia sẻ thì phiên bản này chỉ được trang bị vành lan hoa và phanh cơ. Các cái tem của nó cũng chỉ là tem dán thôi, chứ không có cái tem nào là tem nổi cả. Và cho những bạn nào quan tâm thì ở thời điểm hiện tại đến hết tháng 9, chính xác là hết 30 tháng 9 năm 2024, thì khi các bạn mua dòng xe RX này, các bạn sẽ có hai lựa chọn này. Một là sẽ được tặng hai cái mũ bảo hiểm cả đầu có kính, gọi là mũ 3/4 thì phải. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn một cái thẻ điện thoại 500.000 thì mình thông tin đến các bạn để các bạn biết để các bạn nhận quà nhé. Thế nhưng mà được khuyên các bạn ấy, thì mình vẫn khuyên các bạn là nên mua hai cái mũ, nên nhận hai cái mũ, nên nhận món quà là hai cái mũ. Hai cái mũ đây tính ra giá trị thực tế của nó là hơn 400.000 một chiếc, và mũ của Honda mình thấy cũng khá là chất lượng, thì nhân tiện đây mình chia sẻ luôn. Rồi, tiếp theo là phiên bản đặc biệt các bạn ạ. Phiên bản đặc biệt thì nó chỉ có duy nhất một màu đen này thôi, trong giấy tờ thì nó sẽ ghi là màu đen bạc. Tại sao nó lại gọi là phiên bản đặc biệt? Bởi vì nó sẽ có một cái màu sơn khá là hay. Nhiều bạn gọi nó là màu sơn sần hay là màu sơn nhám. Còn tem dán trang trí thì vẫn là chỉ là những cái tem dán thôi, sẽ không có tem nổi, tem 3D. Bản đặc biệt này thì như mình có chia sẻ có mỗi màu đen này thôi. Và lên đến bản đặc biệt này ấy, thì nó sẽ được trang bị vành đĩa nhá. Tất nhiên là phanh thì phanh thủy lực thì cũng chỉ có một piston thôi. Và chúng ta cũng không thể đòi hỏi ở cái dòng xe này là phanh đĩa cả trước cả sau hay là ABS được, bởi vì nó là dòng xe số giá rẻ mà. Giá bán của nó thì đắt hơn bản tiêu chuẩn 1 triệu thôi, là 23 triệu, tức là chúng ta bỏ ra thêm 1 triệu là sẽ được thêm cái phanh đĩa. Trong 3 phiên bản thì cũng chỉ có duy nhất phiên bản này là có một cái màu sơn nhám, hay còn gọi là màu sơn sần. Và như mình có nói thì đây là dòng xe số giá rẻ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Và cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của nó cho cái động cơ 110cc ấy là khoảng độ 1,56 lít trên 100km, rất là tiết kiệm luôn. Mình xin lỗi các bạn nhé, mình đang quay ở trong nhà và thời gian quay đang là buổi chiều tối cho nên cái ánh sáng nó không được đầy đủ lắm. Rất là mong các bạn thông cảm. Nếu như bạn nào quan tâm muốn mua xe, bất kỳ một dòng xe nào, không chỉ dòng xe RX này, thì các bạn hãy đến trực tiếp đại lý gần nhất, đến cửa hàng gần nhất. Các bạn đến đấy ngồi thử, sờ thử thì các bạn sẽ có cái cảm nhận nó thực tế hơn. Bên cạnh đấy là chiếc RX phiên bản thể thao luôn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là nó sẽ có cái tem sport ở cái cánh yếm ấy. Và đằng phía sau ấy thì nó sẽ có chữ RX màu đỏ, tem nổi, gọi là tem 3D đấy. Cái chiếc xe đấy nó ở khá là sâu phía trong. Về thiết kế thì tất cả sức mạnh động cơ này, hay thiết kế cái tổng thể, các cái thông số kỹ thuật ấy thì giống hệt nhau ba phiên bản. Nó chỉ khác nhau về cái vành và phanh thôi. Đây, ví dụ như chiếc màu trắng này thì mình để ở ngay phía bên ngoài nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, sẽ được trang bị vành đúc này, 5 nan 1 2, 3, 4, 5 này. Giảm sóc hay là vành ấy thì đều sơn màu đen nhám này. Phanh thì sẽ là phanh đĩa rồi, cụm phanh sẽ sơn màu đỏ nhá. Ở cái phiên bản thể thao này thì lúc nào nó cũng sẽ nhấn nhá thêm các cái chi tiết màu đỏ này. Các bạn nhìn cái tem của nó này, tem sport nhá. Đây, các bạn nhìn ra phía sau này, tem PGM FE này, tức là công nghệ phun xăng điện tử đấy. Đây, chữ RSX đây, tem nổi màu đỏ nhá. Lò xo giảm sóc sau cũng sơn màu đỏ luôn. Vành sau cũng là vành đúc. Ở bản này thì các bạn cần phải bỏ ra 25 triệu đồng để các bạn có thể sở hữu được chiếc xe này về. Và nó sẽ có tận 3 màu sắc để các bạn lựa chọn. Như trước mặt các bạn đây đang là màu trắng. Thực ra thì trong giấy tờ nó sẽ ghi là màu trắng, đen, bạc. Bởi vì các bạn nhìn ở cái phần cánh yếm phía trong này nó sẽ có một chút cái phần sơn màu bạc này. Hay là phần yếm phía sau thì nó cũng sơn màu đen nhám. Vừa rồi thì mình quay màu trắng và màu đỏ. Còn đây là màu xanh nhá. Đây các bạn nhìn nhá. Thiết kế trông khá là đẹp, nổi bật. Sẽ thêm một cái lựa chọn cho những bạn nào không thích dòng Wayanfa hay là dòng Blade, hoặc các bạn cũng chỉ cần một chiếc xe nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu để các bạn đi làm hoặc là đi học, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn lên chiếc RX này. Bởi vì bản thân mình thấy rằng là cái chiếc Wayanfa cái thời gian vừa rồi mình thấy là nó cũng lỗi rất là nhiều, rất là kém. Tất nhiên thì mình không dám so sánh chiếc RX nó hơn hẳn chiếc Alpha nhiều mặt hay là ổn định hơn.
Nhưng mà căn bản thời gian gần đây thì mình thấy là Alpha kém quá. Cùng là động cơ 110 phân khối mà thứ nhất là thằng Alpha đi này, nhựa kêu này, đi bị hụt này, chưa kể là cái chế hòa khí thì tất nhiên là nó sẽ tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn rồi. Đây, 1,72 lít trên 100 km này. Thời gian gần đây thì mình gặp cái lỗi cực kỳ khó chịu về dòng Alpha này. Tất nhiên là cả những cái dòng sản xuất cách đây 2-3 năm trước nhé. Đó chính là bị kẹt ga, tức là các bạn đang đi nhảy, các bạn ga là nó bị rồ ga luôn, mà cái tay ga này nó không hồi về được. Nguyên nhân thì không phải là do dây ga với tay ga mà nó do ở cái chế hòa khí ấy. Mình cũng đã làm một video riêng rồi. Đó, tất nhiên là thì thằng Honda nó cũng bảo hành cho thôi, nhưng mà nó rất là nguy hiểm và không phải là ai cũng có thời gian đang đi trên đường mà nó bị kẹt ga như thế để có thể tạt vào ngay cái head gần nhất để bảo hành được. Mình cũng đang tổng hợp những cái lỗi vặt cũng như là những cái mà chất lượng kém về dòng Alpha thời gian gần đây để chia sẻ với các bạn ở trong video sau. Còn video này thì mình xin phép được tạm dừng tại đây. Trước mặt các bạn đang là chiếc RDX bản màu đỏ thể thao đấy. Lúc nãy mình chưa quay được các bạn thì ở ngoài này nó rộng hơn. Trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người hay muốn mình làm về chủ đề nào, quay về dòng xe nào thì các bạn đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok.